nay hoa nở đẹp quá. Hôm qua mới có hai cái, hôm nay nở 4 cái rồi. Đây. Đẹp lắm cả nhà ơi. Đây. Nở. Hôm nay mình không quay là ngày mai nó rụng rồi hết rồi. Wow. Đó, nó có mấy cái cỏ này nữa. Nó cứa vô người mình á là không có, nó ngứa còn hơn là cái mắt mèo nữa đó. Cái gì ta, cái trái gì mà hồi xưa đi học mà bị chét rồi chứ, cái ghế này. À, đẹp lắm cả nhà ơi. À, hôm nay nó nở rồi, cái hoa này nè nở thêm mà đó. À, đẹp. Hết rồi, còn hoa hồng nữa, hoa bạc hồng, hoa hồng đang đang bắt đầu nở. Ừ. Bữa nay mình quay là ngày mai ngày mốt là nó rụng hết rồi, nó héo. Đẹp ơi là đẹp.